FC xin kính chào quý vị khán giả. Rất vinh hạnh được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Chương trình cập nhật những bản tin nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế trong 24 giờ qua. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mực nước hồ thủy điện ngày 8 tháng 10, thủy điện miền Trung tiếp tục căng mình ứng phó mưa lũ trước dự báo mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Thủy điện khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế kiểm tra, rà soát, triển khai phương án vận hành và bảo đảm an toàn hồ chứa và hạ du, bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống. Theo báo cáo của Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, Bộ Công Thương về mực nước các hồ thủy điện trên cả nước, lưu lượng nước về các hồ chứa khu vực Bắc Bộ ngày 8 tháng 10 năm 2023 nhiều, tăng nhẹ so với ngày 7 tháng 10, khu vực Bắc Trung Bộ nhiều, dao động nhẹ, khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ nhiều, giảm nhẹ, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ thấp, tăng nhẹ so với hôm trước. Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ cao, tăng nhẹ, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ thấp, tăng nhẹ so với ngày hôm trước. Các hồ chứa ở lưu vực sông, suối nhỏ khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Lạt, Đà Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Đồng Nai mực nước cao, đang tăng cường phát điện, sử dụng nước hiệu quả tránh xả thừa. Các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ đang phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành, trong đó hồ Thác Bà đang vận hành theo huy động phát điện để nâng cao mực nước hồ. Khu vực Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên mực nước cao, một số hồ đã điều tiết nước xả tràn như Trị An, Iali, Lây Dông, Sê San 4, Hủa Na, sông Ba Hạ. Các hồ lớn còn lại mực nước đều dưới mực nước theo quy định, chủ động vận hành phát điện để sử dụng hiệu quả nguồn nước. Dự báo tình hình thủy văn 24 giờ tới, lưu lượng nước về các hồ khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tăng nhẹ, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ tăng nhẹ, vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ dao động nhẹ. Hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ, các hồ thủy điện tại khu vực Bắc Bộ lưu lượng về hồ tăng nhẹ so với ngày 7 tháng 10. Hồ Lai Châu 1.029 mét khối trên giây, hồ Sơn La 548 mét khối trên giây, hồ Hòa Bình 238 mét khối trên giây, hồ Thác Bà 150 mét khối trên giây, hồ Tuyên Quang 325 mét khối trên giây, hồ Bản Chát 85 mét khối. Hồ thủy điện khu vực Bắc Trung Bộ, các hồ thủy điện khu vực Bắc Trung Bộ lưu lượng về hồ nhiều, dao động nhẹ so với ngày 7 tháng 10. Hồ Trung Sơn 265 mét khối trên giây, hồ Bản Vẽ 336 mét khối trên giây, hồ Hủa Na 229 mét khối xả tràn 60 mét khối trên giây, hồ Bình Điền 52 mét khối trên giây, hồ Hưng Điền 193 mét khối. Ngày 8 tháng 10, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã gửi đi công văn số 375 VPTT về việc ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Công văn nêu rõ, từ đêm 7 đến sáng 8 tháng 10, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình đã có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 100 đến 200 mm, có nơi hơn 200 mm. Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 8 tháng 10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa 50 đến 100 mm, riêng Hà Tĩnh và Quảng Bình có nơi hơn 150 mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các khu vực trũng thấp, các khu đô thị để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất, tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn, đồng thời triển khai biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, phòng chống ngập úng khu vực đô thị, khu công nghiệp, kiểm tra, rà soát, triển khai phương án vận hành và bảo đảm an toàn hồ chứa và hạ du, đặc biệt là những hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu, bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra, tăng cường tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng để người dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Hồ thủy điện khu vực Đông Nam Bộ, các hồ thủy điện khu vực Đông Nam Bộ lưu lượng về hồ nhiều, giảm nhẹ so với ngày 7 tháng 10. Hồ Thác Mơ 329 m³/giây, hồ Trị An 900 m³, xả tràn 160 m³/giây,
Hồ thủy điện khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ. Các hồ thủy điện khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ lưu lượng về hồ tăng nhẹ so với ngày 7 tháng 10. Hồ A Vương 64 m khối trên giây, hồ Rin 40 m khối trên giây, hồ sông Bung 4 128 m khối trên giây, hồ sông Chanh 2 163 m khối trên giây, hồ sông Ba Hạ 720 m khối, xả tràn 300 m khối trên giây, hồ sông Hinh 48 m khối. Hồ thủy điện khu vực Tây Nguyên. Các hồ thủy điện khu vực Tây Nguyên lưu lượng về hồ nhiều, giảm nhẹ so với ngày 7 tháng 10. Hồ Buôn 443 m khối, xả tràn 38 m khối trên giây, hồ Buôn Tua Gia 173 m khối, xả tràn 26 m khối trên giây, hồ Đại Ninh 27 m khối trên giây, hồ Hàm Thuận 81 m khối trên giây, hồ Đồng Nai 3 102 m khối trên giây, hồ Iali 427 m khối, xả tràn 110 m khối trên giây, hồ Lây Rông 302 m khối, xả tràn 102 m khối trên giây, hồ Xê San 4 787 m khối, xả tràn 112 m khối trên giây, hồ Thượng Con Tum 20 m khối. Số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia A0 cho thấy, ngày 8 tháng 10, sản lượng toàn hệ thống điện quốc gia đạt 701,9 triệu kWh, giảm 101,5 triệu kWh so với ngày 7 tháng 10. Trong đó, thủy điện đạt 256,6 triệu kWh, giảm 23,0 kWh, nhiệt điện than 320,9 triệu kWh, giảm 39,9 triệu kWh, tua bin khí, gas dầu gió 55,7 triệu kWh, giảm 14,9 triệu kWh, điện gió 7,6 triệu kWh, giảm 3,6 triệu kWh, điện mặt trời 44,0 kWh, giảm 21,0 kWh, nhập khẩu điện 15,4 triệu kWh, tăng 1,3 triệu kWh, nguồn khác 1,5 triệu kWh, tương đương so với ngày 7 tháng 10. Công suất lớn nhất trong ngày 8 tháng 10 đạt 35.094,9 mW lúc 18 giờ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay, 9 tháng 10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 8 tháng 10 đến 8 giờ ngày 9 tháng 10 có nơi trên 100 mm như Bạch Mã, Thừa Thiên Huế 162.8 mm, Cù Lao Chàm, Quảng Nam 144.8 mm, Suối Đá, Đà Nẵng 121.8 mm, Yazoai, Đan là 196.2 mm, Yeme, Gia Lai 185 mm. Dự báo, chiều và đêm 9 tháng 10 ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 100 mm. Mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất gây nhiều thiệt hại tại nhiều địa phương từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 10. Mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất đã gây nhiều thiệt hại, làm 4 người chết và mất tích, trong đó 3 người chết do sạt lở đất tại tỉnh Yên Bái, 1 người mất tích tại Thái Nguyên do lũ cuốn. Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại các địa phương, từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 10, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất đã gây nhiều thiệt hại. Tính đến 8 giờ ngày 9 tháng 10, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đã làm 4 người chết và mất tích, trong đó 3 người chết do sạt lở đất tại tỉnh Yên Bái, 1 người mất tích tại Thái Nguyên do lũ cuốn. Trên địa bàn tỉnh Yên Bái, mưa lũ làm 379 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 1 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 5 nhà phải di rời tạm thời để đảm bảo an toàn, 330 nhà bị ngập nước, diện tích lúa, hoa màu, cây lâm nghiệp bị thiệt hại, ngập úng với tổng diện tích gần 91 ha, hơn 41 ha ao nuôi cá bị tràn, vỡ bờ. Một điểm trường của trường mầm non xã Vũ Linh, huyện Yên Bình bị hư hỏng, ảnh hưởng 26 điểm ngập úng cục bộ tại thành phố Yên Bái. Tuyến đường tỉnh lộ 163, đoạn qua địa phận xã Yên Thái, huyện Văn Yên bị sạt lở với khối lượng khoảng 2.100 mét khối. Tuyến đường Yên Thái ngòi A Quang Minh An Bình, huyện Văn Yên có hơn 20 điểm sạt lở ta luy dương. Nhiều công trình đường bộ, thủy lợi và hệ thống đường điện cũng bị sạt lở, ảnh hưởng. Ước thiệt hại khoảng 5,4 tỷ tại tỉnh Lào Cai, mưa lớn làm hai nhà ở tại xã Nậm Dạng và Võ Lao, huyện Văn Bàn bị ảnh hưởng, một số diện tích ngô vụ đông bị ngập úng. Đường giao thông nông thôn tại thôn Xuân Tiến, xã Võ Lao bị sạt lở ta luy dương trên 10 điểm với tổng khối lượng đất đá khoảng 200 mét khối. Sạt lở ta luy âm làm gãy 20 mét mương bê tông xi măng tại thôn Nậm Lan, xã Nậm Dạng. Sạt lở ta luy âm hệ thống đường sắt khiến các tàu chạy tuyến Hà Nội Lào Cai phải tạm dừng. Mưa lớn kéo dài cùng chiều cường dâng cao tại tỉnh Cà Mau đã làm 423 căn nhà, 22.270 ha lúa, 172,5 ha rau màu, 137 ha cây ăn trái, 25 ha chuối bị ngập. Một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Cà Mau bị ngập sâu, 450 ha diện tích ao nuôi thủy sản bị ngập tràn, 10 mét lộ giao thông nông thôn và một cống sổ vuông nuôi tôm bị hỏng do sạt lở. Các địa phương chịu nhiều thiệt hại do thiên tai trong những ngày vừa qua là huyện Trần Văn Thời, U Minh, thành phố Cà Mau. Cấp ủy,
chính quyền các địa phương đã đến thăm hỏi những gia đình có người bị thiệt mạng, đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng hỗ trợ, giúp đỡ người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 10, khu vực Thanh Hóa, Quảng Bình có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Từ ngày 9 đến ngày 16 tháng 10, khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Riêng từ đêm 10 đến ngày 12 tháng 10, Trung Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Để tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 4, hoàn lưu sau bão theo công điện số 12 CD. QG ngày 5 tháng 10 năm 2023 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió giật mạnh để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời. Tỉnh Yên Bái, Thái Nguyên tiếp tục khắc phục hậu quả do mưa lũ và tìm kiếm nạn nhân còn mất tích do lũ cuốn. Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, ra ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Điểm tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.